Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Thì hôm nay hàng mới về với mình xin báo giá lại mặt hàng nha các bạn. Hàng mới về cũng nhiều món. Thì anh em lưu ý nha. Mình bán bên đây là 10 tặng 1. Còn bộ đế ấm siêu tốc và công tắc ấm siêu tốc á với mấy dây mạch đèn á, là 10 tặng 2. Nhưng mà anh em lưu ý cái ngày tháng nha. Thì hiện giờ á, là bữa nay là 25 âm lịch. 25 âm lịch nha, mình tính ngày âm lịch nha. Thì mình có nói nhiều clip rồi. Thì từ ngày 30 âm lịch. Từ ngày 30 đến ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 âm lịch là tháng 6 là dứt điểm, đó là ngày 30 á, là đã là ngày dứt điểm rồi. Rồi ngày mùng 1, ngày mùng 2, ngày mùng 3 tháng 6 là mình sẽ có quà tặng thêm trong đơn hàng vẫn khuyến mãi bình thường. Nhưng mà qua cái ngày mùng 3 đó là không có tặng nữa. Qua ngày mùng 3 âm lịch tháng 6 là không có còn tặng phẩm nữa, không có 10 tặng 1 và không 10 tặng 2 nữa nha. Bất cứ món gì thì anh em tranh thủ đặt hàng, để ví dụ như công tắc ấm siêu tốc này anh em mua 10 10 cái 100 ngàn là tặng 2 cái. Nhưng mà qua cái ngày mùng 3 tháng 6 là không có còn tặng nữa, anh em mua 10 cái là 100 ngàn là 100 ngàn không có tặng nữa. Đó, chỉ có 500 ngàn bao phí ship thôi. Đó, không có tặng quà tặng gì nữa hết trơn. Đó, mình chia ăn anh em từ hồi đầu năm tới bây giờ rồi. Đó, đó là mình chia ăn anh em gần xa. Thì anh em lưu ý nha, tranh thủ đặt hàng ha. Thì bên đây mình bán hàng mình có nói rồi, anh em chú ý rõ. Đó, ngay cái ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì mình có tặng hàng trong đơn hàng á, là từ 300k, anh em mua từ 300k mình sẽ có tặng quà luôn. 300k đến đến 1 triệu gì đó, anh em mua bao nhiêu cũng vậy, mình tặng quà luôn, vẫn tặng 10 tặng 2, 10 tặng 1 luôn. Nói sao tặng y vậy. Nhưng mà qua ngày mùng 3 âm lịch tháng 6 rồi đó là không có còn tặng bất cứ giống gì nữa. Mình nói rõ anh em chú ý ha, mùng 3 âm lịch tháng 6 nha. Đó, hiện giờ vẫn còn tặng bình thường, anh em cứ yên tâm vô đặt hàng. Ghi đơn chụp rõ gửi qua bên Zalo cho mình ghi đơn mình cộng ghi trở lại cho chụp trở lại cho anh em xem. Nếu mà anh em ok thì mình sẽ gửi hàng cho anh em. Anh em nhớ cho tên người nhận hàng, địa chỉ và số điện thoại. Còn anh em nào không có cái Zalo thì điện thẳng cho mình, máy mình lúc nào cũng có ghi âm. Đó. Máy mình lúc nào cũng có ghi âm và anh em chú bác nào mà không rành thì nếu mà rành thì bên tin nhắn thì cứ nhắn tin qua cho mình, chắc chắn là mua hàng đâu vào đó đàng hoàng. Từ 500k lấy lên mình bao phí ship, dưới 500k thì anh em tự trả, nhưng mà anh em mua 10 thì mình vẫn tặng một và vẫn tặng hai, cái nào tặng mình là mình tặng cho anh em trong đơn hàng trong đó đàng hoàng. Đó, còn 500k mình bao phí ship, dưới 500k thì anh em tự trả, đâu ra đó đàng hoàng, anh em chú ý rõ ha. Còn qua cái ngày mùng 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 3 tháng 6 là không có còn tặng nữa, chỉ có 500k bao phí ship thôi. Đó. Rồi anh em chú ý nha, đầu tiên thì mình kêu mấy cái mặt hàng này trước rồi mình để lên trên, tại vì cái chỗ mình nó hơi chật chội. Đó, anh em chú bác nào có mua hàng thì ủng hộ mình, còn không mua hàng thì anh em chú bác nhớ chia sẻ kênh, đăng ký và like ủng hộ mình ha. Đó. Rồi, ở đây là công tắc ấm siêu tốc trắng nha, một chục cái là 100 ngàn. Anh em mua 10 cái thì hiện giờ mình còn tặng 2 nha, 10 tặng 2 là ra 12. Đó là vẫn có giá 100 ngàn. Còn bộ đế ấm siêu tốc trắng này á, là một bộ nó 20 ngàn, một chục bộ nó là 200. Anh em mua 10 bộ mình tặng thêm 2 bộ. Còn công tắc ấm siêu tốc đen này là một 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 con tắc nó là giá 7 ngàn, một chục đó là 70 ngàn. Mua 10 cái công tắc mình tặng 2 cái công tắc. Còn bộ đế ấm siêu tốc trắng này là một bộ nó 15 ngàn. Anh em mua 10 bộ thì mình tặng thêm 2 bộ. 10 bộ là 150 ngàn, tặng thêm 2 bộ. Đó. Còn bên đây là cộng dây bộ dây mạch đèn ấm. Đây, bộ dây mạch đèn ấm này, một bộ gì là một cái ấm này anh em thay vô dây mạch và nó có bấm đầy đủ, dắt đầy đủ ha. Dây này là dây chống cháy nha, bộ dây mạch đèn ấm này là 15 ngàn. Anh em mua 10 bộ thì mình tặng thêm 2 bộ cho anh em. Anh em mua 10 bộ là tặng 2 bộ gì nè. Đó. Anh em mua 10 10 bịch nha. Một bộ là 1 bịch đó. Một bộ gì là một 150 15 ngàn, một bộ gì là 15 ngàn, mua 10 bộ là 150, mình tặng thêm 2 bộ cho anh em. Đó. Rồi kế tiếp bên đây là máy sạc bình nha anh em, máy sạc bình nè. Máy sạc bình 12V. Sạc từ bình đây. Sạc từ bình 4A cho tới bình 100A. Đó. Anh em cứ về cứ ghim vô kẹp là sạc thoải mái. Một cái máy như vậy á, là giá nó 250 ngàn. Anh em sạc bình Honda cho tới bình xe tải luôn. Bình từ 4A cho tới bình 100A. Bình loại nào anh em cũng sạc được. Nhưng mà nó là kẹp vô là sạc. Kẹp vô sạc đầy tự động ngắt nha anh em. Đó. Nó có khử xưng phát cho bình luôn.
bảo dưỡng tốt cho mình đó. Khi anh em ghim vô là anh em kẹp đúng cộng trừ là anh em sạc, còn anh em kẹp lộn thì nó không sạc thôi, nó không ảnh hưởng gì hết. Cái máy này là 250.000, anh em mua từ 500 lấy lên mình mới bao phí ship nha. Còn anh em mua một món như vậy là phí ship anh em tự trả, ví dụ phí ship từ 30 đến 32.000 đến 35.000 tùy theo dùng ha. Đó, mình bên đây mình bán, mình gửi bên giao hàng tiết kiệm á, anh em cứ yên tâm nha. Anh em cứ yên tâm mua hàng, và nếu cần mua thì anh em cứ alo mình đó. Anh em mua gì anh em ghi vô đơn sẵn rồi chụp, anh em ghi vô đơn sẵn rồi cứ điện cho mình đặng nói cho nó nhanh. Máy mình lúc nào cũng có ghi âm thì anh em cứ điện cứ nói rõ là được à, cho rõ tên người nhận hàng với địa chỉ ha. Còn số điện thoại thì anh em điện cho mình được rồi đó. Dưới 500k thì anh em phải chịu tiền phí ship, còn 500k đến lên thì anh em yên tâm cứ trả đúng tiền hàng thôi, tiền phí ship mình bao đâu ra đó rõ ràng ha. Còn bên đây là anh em, bên đây là đá cắt chống dở nha, đá cắt chống dở, đá cắt này là chống mòn cao đó, tốt, đá cắt loại tốt á anh em. Một miếng như vậy là 8.000 nha, một chục miếng nó là 80.000. Anh em mua 10 miếng mình tặng thêm một miếng, trong thời gian còn tặng thì anh em cứ mua ha, mua bao nhiêu cũng có nha. Đó, đá cắt một tấc nha, lữ đá cắt một tấc 8.000 một miếng đó. Rồi kế tiếp bên đây á, là bo điều khiển quạt từ xa đầu mót tiếng Việt đó, anh em chế cho các loại quạt điều khiển bằng đầu mót ha, quạt treo, quạt đứng, quạt bàn, quạt B3, quạt B4, quạt B5 đó. Anh em muốn chế đầu mót thì anh em cứ mua về, bên đây nó có cái mạch chỉ hướng dẫn cho anh em sẵn nè. Còn nếu mà anh em nào không có rành thì anh em cứ qua bên Zalo á, anh em điện thẳng cho mình chỉ cho anh em gấp đó. Đầu mót thì tiếng Việt ha, anh em bấm cái nút này lên nè, khởi động nè, 1 2 3 là bấm nút này luôn, 1 2 3 bấm nữa đó. Về có anh em mua cặp pin nhỏ anh em để vô, anh em bắt làm sao mà anh em cho con mắt này nó lú lú ra ngoài cái quạt á, là nó sẽ điều khiển được ha. Dưới trong cái bo này á, đợt này là nó có tặng cho anh em mỗi một cái bo là một cây vít để anh em dặn đó, cây vít ba ke dặn để dặn làm cái này nè anh em, dặn rất là ok luôn, rất là thích luôn đó. Một bộ bo đầu mót tiếng Việt như vậy á, một bộ đầu bo điều khiển từ xa quạt như vậy á, là giá nó là 50.000. Anh em hiện giờ còn khuyến mãi đó, anh em mua 10 thì mình tặng một nha, anh em tranh thủ đặt hàng ủng hộ mình ha. Còn qua cái rồi là mình không có tặng nữa nha đó. Rồi kế tiếp ở bên đây là máy mài mini, máy mài mini cầm tay. Máy mài này loại 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 tầm trung đó anh em, loại tầm trung là anh em mài tất cả các loại đồ mài ha, là hoặc là khoan cây, khoan gỗ ha, mài gỗ làm tượng, làm khuôn ha, bất cứ giống gì đó mài cắt thoải mái. Là máy mài này là máy mài của Đài Loan nha anh em, một máy mài của Đài Loan, hàng này mới về đây Taiwan nha anh em. Taiwan một cây 330k đây, nó rất là vừa tay anh em xài luôn đó, một cây nó vừa tay anh em xài luôn, 330.000 một cây Taiwan của Đài Loan nha đó. Cây máy mài lớn tầm trung nha, vừa tay anh em xài, nó có chỉnh tốc độ luôn đó, xài điện thẳng 220 rất là ok đó. Thì nó có tặng cho anh em trong đây, gồm nó có tặng cho anh em cái đầu để bắt cái này nè, để dặn cái này để siết ha, rồi cho anh em hai cái đầu mài thôi, còn vật dụng sau là anh em tự mua ha. Rồi nó có cái điều chỉnh tốc độ đây, từ từ 1 đến 6 ha anh em. Nó có cái điều chỉnh tốc độ từ 1 cho đến 6 luôn đây đó, dặn thoải mái. Còn bên đây nó có cái công tắc phụ nữa đó. Một cái máy mài này rất là vừa tay anh em cầm để mài luôn, rất là ok, và nó có cái móc để máng luôn nè, 330.000 cây anh em đó. Anh em mua đơn đó thì anh em mua gì thêm từ 500.000 thì mình bao phí ship, còn dưới 500.000 thì anh em tự trả. Đây mình ghim điện lên này thử cho anh em xem nè. Đây thì đầu tiên mình bật cái công tắc này lên nè đó, cái số 1 thấy không, bật công tắc lên nè thấy không nè, mình tăng nè anh em, thấy ok không đó, quá trời ok luôn. Rồi máy mài này là anh em mua về xài làm của là ok, một cây máy mài Đài Loan đó, 330.000. Anh em mua thì liên hệ mình nhé, số điện thoại mình nằm dưới tựa đề, anh em có Zalo luôn. Đây kế tiếp anh em, đây là búa cao su loại tốt nha anh em, búa cao su loại tốt và kìm kìm tuốt dây điện bấm cót luôn, đa năng.
Đây là kìm thợ nha anh em, kìm thợ cái kìm lớn. Anh em vừa bấm code được nè, đó đằng sau lưng này anh em bấm code được nè ha. Đằng trước anh em vừa tuốt dây điện được luôn nè, tuốt dây điện đa năng luôn nha, rồi có cái lưỡi cắt dây điện luôn. Đó bấm code, cắt dây điện, tuốt dây điện đa năng luôn. Đó, một cây như vậy là 140k nha. 140k một cây. Đây. Một cây 140k. Thì nó tuốt như thế nào để mình thử cho anh em xem ha. Đây mình lấy cái cục K3 này nè, dây K3 này mình thử cho anh em xem. Đây thì nó gì nè anh em, nè đây mình thử cho anh em xem nha. Đây thì nó gì nè, đó bấm vô bóp mạnh vô lại ra đó, thấy không, thấy không, rất là ok, không có đứt dây gì hết trơn á, nó tuốt dây đa năng luôn, thấy không, chuẩn luôn đó, tuốt bao nhiêu cũng được hết trơn anh em. Anh em để vô nè, nè khi anh em bóp vô là nó vô ha, không nè bóp nè, thấy không, em bóp con dây đỏ cho anh em xem nè. Rồi nhiều khi cái tay mình quay á, mình cầm cái máy mình quay nó không có chuẩn anh em. Đây anh em dòm nè nha, nè bóp từ từ cho anh em xem nè, nó thấy không, rất là ok thấy không. Còn anh em muốn cắt dây thì anh em để đằng sau nè. Đó, anh em để sau này nè, cái lưỡi nè anh em cắt, đó đứt liền ngọt xanh liền thấy không. Đó còn anh em muốn bấm code thì anh em để vô đây anh em bấm cắt lỗ code luôn ha, thoải mái luôn, cây 140.000 nha anh em. Cái kìm này nó đa năng nha anh em, còn anh em muốn không muốn cho người ta bóp cái này á, thì anh em siết cái này xuống, khi anh em siết xuống là nó có cái lỗ anh em nè, siết xuống là nó ngay cái lỗ này nè, nó khóa là anh em không bóp được, thấy không, là siết cái nút này xuống nè. Còn cái này là búa cao su loại tốt nha anh em, búa cao su loại xịn. Búa cao su này là anh em mua anh em làm thợ là thoải mái luôn, chất lượng luôn, khỏi chê luôn. Một cây này là 45.000 nha, 45.000 loại xịn luôn. Đó, búa cao su này là anh em sửa quạt, sửa đồ là anh em gõ là hết sảy luôn. Cái độ nó không có mềm như búa kia, mà nó vừa mềm mà nó vừa cứng nhu lắm anh em. Cái chất liệu cao su nó là chắc là rất là xịn luôn. Búa cao su này vừa tay để anh em sửa quạt nè, quạt B4, quạt B5, quạt B3, motor nửa ngựa rồi là anh em xài hết chân, được chân luôn. Vừa tay lắm anh em, đó. Đó, motor bơm nước, motor máy giặt, motor gì đó anh em cứ gõ thoải mái ha. Búa này là anh em đóng cốt bạc, anh em đóng cái kiểu mà đóng đồ ấy là được ha. Chứ đóng cốt bạc thì mình đóng cốt búa kia, búa sắt. Còn cái này là mình không có đóng cốt bạc, chỉ mình có gõ cùng điện, mình sửa chữa này nọ đó. Mình sân chơi con điện rồi đó, là xài búa này là hết sảy, gõ vô sợ bể đồ đó là gõ nó ok luôn. Búa cao su xịn này 45.000 cây, hàng có giới hạn anh em, tranh thủ đặt hàng ủng hộ mình ha, đồ tốt nha, mình luôn luôn mình kiếm đồ tốt để mình bán cho anh em ha. Đó với hôm nay nè anh em, hôm nay là cái đèn pin này nè, đèn pin này là đèn pin của Mỹ nha, đèn pin của Mỹ nha. Một cây như gì là mình bán 120.000 nè anh em, mình về một ít để bán cho anh em mà nghe. Đèn này nó mắc quá anh em ơi, đèn này mắc. Đây để mình lấy cho anh em xem nha, cái đèn này là mình về có mấy cây à nghe anh em, tranh thủ đặt hàng nha, không có hàng á. Đèn pin này theo của thời lính Mỹ ngày xưa anh em đó, thì nó có nhiều chá lắm nha anh em, nó có chá để cho anh em ấy nha. Đây một cây đèn thì nó như gì, nó không có cái chá này, cái chá này ở đằng sau mình đem ra đó, mình để trước ha. Mình muốn xài trái này thì xài, còn không xài trái này thì nó bình thường là cái đèn nó gì, nó có cái chá trong nè, nó có cái chá phía bên trong ha, đó như gì đó. Đèn này nó hai pin bự nha anh em, đó mình có để pin trong đó, nhưng mà đèn bán mình không có để pin nha, cái này mình để mình thử cho anh em thôi đó. Cái đèn nè đặt lên nè, đó rất là ok nha anh em, đó thấy không, đèn pin của Mỹ hồi xưa nè, đó đó, công tắc nó nằm đây rất là nhẹ luôn. Một cây 120.000 anh em. Đó đằng sau này nè, đằng sau này nó có cái móc nè, để anh em móc ha. Anh em dắt vô quần được luôn nè. Rất là cứng, thép rất là cứng. Rồi thêm ở đằng sau đế này nó có cái dặn riêng đằng sau đế này là nó có mấy cái chá đèn đủ màu để cho anh em xài đó. Thì cái chá đèn nãy mình lấy ra rồi đó, là cái chá đèn đó để mình dặn lên trước. Đây thì nó có mấy cái chá đèn, nó gồm có mấy cái chá đèn nha anh em. Đó
gồm có mấy cái trái đèn này để cho anh em thay đằng trước này, anh em gắn đằng trước cái mặt trước này nè, cái mặt ngoài nè đó. Thì theo về ví dụ như anh em gắn cái mặt này đi, đây để mình gắn cái chá này vô cho anh em xem. Đây đây gắn cái chá vàng hồi nãy nè đó, trong đây nó vẫn có chá anh em, nó vẫn có chá rồi nha, nó vẫn có chá rồi đó, là mình vẫn cái chá này chá phụ ngoài nữa nè đó. Đèn này là chống nước nha anh em, chống nước luôn, đi mưa chống nước thoải mái, nó có gòn đó, nó có gòn ok lắm thấy không, đèn pin của Mỹ ngày xưa đó, đó thấy không, đó là trái vàng đó thấy không, anh em để trái vàng vô. Còn ví dụ như anh em để trái vàng vô thì nó ánh sáng vàng nè thấy không, anh em muốn trái đỏ thì ánh sáng đỏ ha, một cây 120.000 nha, còn mấy thì mình để vô cái đít mình dặn lại đó, anh em muốn để cái trái đỏ thì nó vô trái đỏ. Trong cái nó bán là nó có để đầy đủ hết trơn gì cho anh em đó anh em thấy không. Cái đỏ là vô đỏ thấy không, một cây như vậy là 120k nha anh em, nó còn đây ba cái chá nè đó, để sau đít nè anh em cứ dặn vô. Còn anh em dặn pin thì anh em dặn cái mức trong. Đèn pin này là anh em xuống nước thoải mái nha, cho anh em xuống nước luôn, cũng không vô nước luôn, trong nước này nó có gòn nè anh em đó, xài có hai cục pin lớn nha anh em, hai pin mình đó, một cây 120.000 nha, đèn pin của Mỹ, nó đại đèn pin của Mỹ đi cho nó dễ nha anh em, đèn pin của lính Mỹ nha đó. Mình có mấy cây anh em tranh thủ đặt hàng ha, cây 120.000. Rồi còn bên đây nè anh em, bên đây là máy mài khuôn mini, máy mài khuôn mini nha, máy mài loại tốt nha anh em, máy mài khuôn mini loại tốt, một cái như vậy là 350.000, 350.000 một cái ha, 350.000 một cái, hàng mới về nhóc chân anh em đó, một cái 350.000. đây để mình lấy cho anh em xem nha, máy mài này nó có nguyên cái hộp gì luôn nè anh em, có đầy đủ phụ kiện luôn đó, anh em khỏi mua gì thêm nhiều. Thì cái hộp nó như vậy rất là chắc chắn nha anh em, cái hộp rất là chắc chắn luôn. Đấy, cái hộp nó có đồ máng nữa nè, thấy không? Kéo lên kéo xuống máng luôn nè. Đó. Hộp rất là ok. Đó. Thì cái hộp mà anh em bóp như vậy lấy ra. Đây. Bóp ở đây nè, bóp đây anh em lấy ra. Đó. Trong cái hộp đá mài này nó gồm có nó gồm có một cái cọng dây gắt sạc cho anh em nha, và nó gồm có cái chổi nè, bánh cước nè đó, bánh cước rất là ok, bánh cước vàng nè, rồi bên đây nữa nè, rồi này để anh em gắn vô mấy cái bánh nhám nè anh em trà nè, còn này để anh em gắn vô trong mấy cái bánh này là bánh nhám này nè, còn này bánh trà trà bóng nè, còn trong đây nó có một cái đầu để cho anh em thay thế đây, thì đây nó có cái đầu này nè để cho anh em thay đầu nè, cái đầu này nè để cho anh em thay đầu, rồi trong đây nè anh em dặn ra hết, rồi anh em thay cái đầu này vô, anh em lấy cái đầu kia ra, rồi anh em xài mấy cái loại này, mấy cái cây bự ha. Ừ. Trong đây nó có gồm có đâu mấy chục cái miếng đá cắt á đó, rồi gồm thêm cái bộ này nữa nè, thêm cái bộ bánh đá nè, rất là ok luôn, bánh đá mài, và thêm cái bộ mũi mài kim cương luôn đó, mũi mài kim cương nè đó, một đống mũi mài kim cương luôn, thấy không? Một bộ như vậy á, là luôn cái hộp luôn đó, là giá nó 350.000 đó, nhưng mà anh mua anh em mua từ 500 lấy lên bao phí ship, dưới 500 thì anh em tự trả tiền phí ship đó, anh em rút cái đít lên trước ha, rút cái đít lên trước rồi anh em cắm cái đầu vô ha, cắm cái đầu vô đè đít xuống ha đó. Cái này là cái đầu chịu bánh đá nha, chịu để mình dặn ra để mình xiết bánh đá vô ha, nó mài vô. Cái này là xài hết pin thì anh em ghim vô anh em sạc, có cốc sạc đó anh em về anh em ghim vô cốc sạc điện thoại anh em sạc đó nè, số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, anh em thấy mạnh không đó, anh em khỏi chê đó, mài điêu khắc thoải mái luôn đó, mài điêu khắc thoải mái luôn, một bộ như vậy là giá nó 350.000.
máy mài mini trong hộp đó anh em đó, thì mình có bán mấy loại máy mài thì anh em mua loại nào nói loại đó nghe. Máy mài mini một hộp, máy mài mini 350k, anh em mua loại nào nói loại đó. Mình gói hàng thì cẩn thận đàng hoàng, anh em mua thì anh em nhớ chú ý điện thoại khi nhận hàng ha. Còn bên đây nè anh em, bên đây là mấy cái loại đồng hồ đo. Đồng hồ đo đây là đồng hồ đo loại này á, là giá nó 280.000 cái, đồng hồ nào cũng đo tụ hết trơn anh em đó. Loại đồng hồ này nó cũng 280.000 cái đo tụ. Đồng hồ này là đợt trước mình có xài nè, mình có bán nè, là loại này nè anh em, để em lấy cho anh em xem. Đây là đồng hồ loại này nè, là mình bán là 280.000 cái là nó nè, thấy không đó. Còn đồng hồ này là đồng hồ đợt sau mình mua nè, 280.000, bán 280.000 cái. Còn loại này là 300.000 một cái, 300k một cái. Đây anh em xem nghe, đây cái tiền nào của nấy nha anh em đó. Cái loại này thì nó nhích hơn chút xíu đó, đồng hồ vàng 280k đó, loại này nhích hơn nè, có tặng dây cho anh em luôn nha, nó có tặng dây luôn. Còn cái 300k nè anh em, cái 300k nó rất là xịn luôn. Đây cái 300k là anh em khỏi chê, ok đó, nó bự hơn. Anh em lấy loại nào nói loại đó nghe. Cái loại này đồng hồ vàng 280.000, đồng hồ vàng 280.000, nói đại đồng hồ vàng để cho dễ ha. Đồng hồ này đồng hồ đen 280.000, còn đồng hồ đỏ này á, thì 300k, nói đại gì đi cho nó dễ. Vàng đen đỏ nghe, đen thì 280, vàng thì 280, đỏ 300k, nói đại gì đi cho nó dễ hiểu. Rồi kế tiếp bên đây là hàng mới về anh em, hàng mới về đuôi đèn cảm ứng nha anh em, đuôi đèn cảm ứng nha, đuôi đèn cảm ứng tự động tắt mở đó. Anh em bắt bất cứ bóng đèn nào vô, bóng đèn thì đuôi dặn nha anh em, bóng đèn đuôi dặn thì anh em bắt bóng đèn nào cũng được, bóng đèn tròn, bóng đèn chữ U gì cũng được đó. Thì anh em câu vô là anh em ghim điện, anh em để đó là tự động khi có người đến thì nó tự động nó cháy đèn đó. Anh em bắt ngoài giường ha, là trong nhà ha, trong cầu tắm, trong nhà vệ sinh ha, hoặc là đường đi hành lang ha, bất cứ giống gì là anh em thấy nó thấy dáng người là nó tự động nó cháy đèn đó. Bóng đèn cảm ứng nha anh em, đuôi đèn cảm ứng, đuôi đèn cảm ứng chứ không phải bóng, mình không có bán bóng nha. Một cái đuôi đèn cảm ứng như gì á là xài điện 220 nha anh em đó. Đó anh em bắt vô rồi anh em dặn bóng đèn vô là có người đi ngang là nó con mắt cảm ứng này nè, nó thấy rồi bắt đầu là nó tự động nó cháy đèn. Một cái đuôi đèn cảm ứng như vậy là giá nó 50.000 đó, 50.000 đuôi nha anh em, đuôi đèn cảm ứng nha, 50.000 đuôi. Mấy cái tiệm mà bán đồ điện đó anh em lỡ anh em mua cái đuôi đèn cảm ứng này á, là nó bán cho anh em từ giá 70 lấy lên, 70 lấy lên, không có giá nào mà 60 70 lấy lên, chứ không có giá nào mà giá 50.000 trên. Ở đây mình bán cho những người mà thợ hoặc là những anh em chú bác xài sẵn mua tiện mua hàng mua ủng hộ mình đó. Cái đuôi đèn cảm ứng này á, là nó rất là ok, nó thông dụng để cho người ta xài để ngoài giường ha, hoặc là trước cửa nhà, bắt bóng đèn trước cửa nhà hay gì đó là khi có người là tự động nó cháy đèn lên là có ấy à, không hoặc là mình bắt tận dụng trong cầu tắm, nhà vệ sinh ha, hoặc là hành lang ha, hoặc là gì đó ha, phòng khách gì đó bước vô là tự động nó cháy anh em đó. Cháy hồi nó tắt nha anh em, không cần mình mở, nó cháy hồi nó tắt, nó cháy hồi cách 30 giây vắng người là nó tắt đó. Rồi thì mình kêu mua tiếp theo nha anh em, đây là đèn pin nha anh em, đây các loại đèn pin nha anh em. Đèn pin này là đèn pin xách tay, đèn pin xách tay mình có mấy cây nha anh em. Đèn pin này là cái chá nó lớn nha, đèn pin này một cây nó là 120.000, để cho anh em thông dụng đi đường hay gọi giường hay gọi đằng thoải mái ha. Nó có cái chỗ sạc anh em để đây nè, đèn pin này nó cũng chống nước luôn nha anh em, chống nước mưa rồi đi mưa rồi đó, nó rất là ok đó, rất là sáng luôn đó, rất là sáng luôn đó. Số 1 đó, bấm cái nữa nè đó, bấm cái nữa nè đó, nó chớp nè ha, đó, bấm cái nữa tắt đó. Một cây 120.000 anh em, nó cái chá nó bự gần bằng cái chén nha, cây 120.000, đèn pin lớn, đèn pin cầm tay 120.000,
120.000 cây. Đèn pin cầm tay nha anh em. Anh em nói đèn pin cầm tay mình biết. Còn đèn pin đổi đầu thì mình còn được mấy mẫu. Đây, đèn pin đổi đầu thì bên đây mình còn được mấy cái nha. Đèn pin đổi đầu lớn thì mình còn được 5 cái. Còn đèn pin đổi đầu nhỏ thì mình còn được có 3 cái nha anh em. Đèn pin đổi đầu nhỏ này là một cái nó làm 60.000. Còn đèn pin đổi đầu lớn này làm cái 100.000. Đây. Đèn pin đổi đầu nhỏ là nó như vậy nè anh em. Nó gì nè. Một cây đèn pin đổi đầu nhỏ này nè, nó có dây vọng đủ thứ nha, có cắt sạc luôn ha. Đó. Cắt sạc thì anh em kéo cái này ra ha. Anh em kéo ra anh em sạc. Ấy, lộn, em kéo bên đây em kéo. Kéo sức ra. Này cắt sạc bên đây nè. Đó. Còn bên đây là cái công tắc nó nha anh em. Cắt sạc nó nằm bên đây nè anh em. Thấy không? Nó có cái cọng dây để anh em nối vô điện thoại anh em sạc. Đây, thì số 1 nè, đó. Sáng nè. Số 2 nè. Đó. Đèn pin đầu đầu nhỏ 60.000 cây. Rồi tới cây đèn pin đầu đầu lớn nha anh em, tới cây đèn pin đầu đầu lớn. Đèn pin đầu đầu lớn này còn mấy cây hết hàng này. Đây. Đèn pin đầu đầu lớn. Rất là ok luôn, cái này là gần hơn nửa cái chén cơm của mình nghe anh em. Nó không có nhỏ nha. Đó, nó có cái gắt để anh em nối ngược vô để anh em sạc điện thoại luôn nè. Nè cái gắt này anh em nối ngược anh em sạc ngược lại điện thoại luôn nè. Đó, thấy không? Còn cái gắt này là anh em để anh em sạc vô. Anh em sạc vô là gắt này, còn cái gắt chính giữa bự này là anh em nối ngược vô anh em sạc vô điện thoại. Đó. Nè, nó có đèn báo pin luôn nghe anh em, này còn 3 mức pin nè. Đó. Đèn pin độ đầu lớn đó, ánh sáng vàng rất là ok hết anh em nè. Đó. Đó, chớp rất là ok luôn á, chớp từ từ đúng là tiền nào của nấy đó anh em. Đi xa mà tàu xe đâu đó anh em, đi ghe đâu đó anh em chớp gì nè là người ta thấy anh em, nhiều khi người ta chạy ghe người ta không thấy đó. Đó, nó cũng gồm có cộng dây sạc cái gan gì nè, đó, cộng dây gắt sạc và cái đường dây đèn độ đầu. Chiến rồi mình bán mình lo giới thiệu gì mình để cọng dây ở ngoài mình giao cho ông anh khách còn thiếu một cái cọng dây đèn đổi đầu quên. Chuyến sau ảnh dặn thì mình ảnh nói mình đưa mình bởi vì kiếm không có. Không biết sao trong mấy đây đủ dây sao nó dư cọng dây. Dư cọng dây mình bỏ đây nè anh em. Mình bỏ trong cái hộp mình nè. Rồi, kế tiếp là còn cái loại đèn cuối cùng này là đèn xách tay xài năng lượng mặt trời và xài năng lượng mặt trời nha anh em. Đó, đèn này cũng 120k một cây nha. Đèn này 120k một cây, đèn bàn, đèn xách tay. Đèn này là để cho anh em xài đi giường, đi bọng rồi đó ha, hoặc là xài đi ghe đâu cũng im lắm, thấp độ cũng im lắm. Đó. Đó tiện. Đây là anh em muốn ghim sạc thì anh em ghim nó sạc ha. Còn anh em không ghim sạc thì anh em đem cho phơi nắng. Đó. Đó, cái đèn này rất là nhiều chức năng. Anh em sạc lại được cho điện thoại luôn. Anh em sạc ngược lại cho điện thoại được luôn, y gan cái hồi nãy đó, và cái gắt anh em ghim sạc vô đó, có đèn báo pin và năng lượng mặt trời đó, khi anh em thấy mặt trời thì tự động nó sạc vô cho anh em luôn đó. Đèn này nó có nhiều chức năng. Đây là cái bóng này, bóng lòi rất là sáng, mỗi một cái là 2-3 chức năng đó, và cái bóng đèn trước nữa. Đèn này 120.000 cây. Đây, bóp vô là rất là sáng ha, không gian rất là sáng luôn, rất tối đó, để tận dụng cho anh em xài. Bóp cái nữa là nó tối lại chút xíu đỡ hao pin ha. Bóp cái nữa là nó chớp. Đó, ba chế độ. Rồi bóp cái nữa là nó nhảy qua cái đèn này, đèn đôi. Đèn đôi là chế độ sáng ha. Bóp cái nữa là nó tối. Đó. Bóp cái nữa là nó tắt, nó trở qua cái đèn trước. Đó. Thấy không? Nó rất là tiện luôn. Cái đèn này là xài rất là ok. Rất là chất lượng. Đó. Anh em khỏi cần không có điện thì anh em khỏi cần ấy, đi ghe anh em để ra phơi nắng là anh em sạc thoải mái ha. Sạc đầy là tự xài, khỏi cần kiếm điện, chừng nào có điện mình xài điện, không có điện thôi. Đó, đèn này rất là ok. 120.000 cây nha anh em mua ít thì anh em tự trả tiền phí ship ha. Từ 30 đến 35.000 đảo lại. Là mua ít đó, từ 30 có khi có chỗ gần thì 28 nhẹ 28, có 30 cũng có, 32.000 cũng có anh em. Đây kế tiếp anh em, kế tiếp đây là hai loại quạt trần mini nha anh em. Quạt trần này thì nó cái sẻ cánh nó lớn nha anh em. Đó. Quạt trần này, là sẻ cánh lớn. Đây thì mình lấy cái thước mình đo cho anh em xem. Mình đo cho anh em xem nha, cái sẻ cánh nó như bị lớn nha.
sẻ cánh nó là 60-62 nha anh em, 60-62 nha. Đó, còn có thêm một loại quạt chằn chung đàn chung nữa nè, sẻ cánh này nó bự nữa nè, nhỏ hơn này chút nha anh em. Đó, để mình đo cho anh em xem luôn. Sẻ cánh này là 50 nha anh em, 50 bề ngang, 50 đó, bề ngang 5 tấc á. Cây nhỏ này là nó giá nó là 150.000. 150.000 một cây. Còn cây lớn này là 180.000 cây. Hoặc chằn mini nha, hoặc chằn mini nhỏ với lớn. Thì mình ghim cái thằng lớn này cho anh em thử cho anh em xem ha. Thì mình giao cho anh em á là nó như gì? Cái này là thằng nhỏ nè. 150.000 nè. Đó, thằng nhỏ này nữa nè, cũng 150.000 nè. Đó. Còn hàng lớn nè, 180.000 nè. Đó, anh em cứ yên tâm đặt hàng. Cánh thì nó gì, gồm có 5 cánh đó, 5 cánh nha, 5 cánh lớn và 5 cánh nhỏ. Thì mình gói hàng rồi mình để bên trong cho anh em luôn, về anh em tự gắn cánh vô là xài. Đây, thì cái cánh anh em chỉ cần anh em đút vô đây, cái kẻ nó gì nè anh em, nó có cái kẻ anh em nè, cái kẻ nè. Anh em cứ lắc cái cánh anh em đút vô là đút bụp vô là nó dính nè, đút bụp vô là nó dính nè ha. Còn cái này cũng vậy, khi anh em cái cánh lớn này nó có cái lỗ đó, anh em cứ đút mạnh vô, đút mạnh vô là nó nhảy lên hai cái kẻ này là nó dính nè ha. Đó nè, cánh nhỏ nó cục hơn cánh lớn xa nè nghe anh em đó, cánh nhỏ nó cục hơn cánh lớn xa nghe đó, nghe không? Cánh nhỏ nó 150 nha anh em, hoặc nhỏ nó 150, hoặc lớn nó là 180.000. Đây, để mình lấy anh thử cho anh em xem. Bên đây là đồ sửa quạt thoải mái, đồ sửa quạt đồ đầy đủ nha anh em. K3 cốt bạc nhông, gúng nồi cơm điện, miếng hâm nồi cơm điện, công tắc nồi cơm điện, gù đảo, motor, cốt bạc, đồ tất cả đồ có đầy đủ hết nha. Điếu bếp ga hồng ngoại, điếu bếp ga mini, điếu bếp ga sen đồng tốt, bếp ga sen đồng thường, nó có đầy đủ hết. Nhưng mà thì hiện giờ cái clip mình chỉ giới thiệu ba cái đồ mới về thôi, mình không có giới thiệu thêm ba cái đồ kia. Dây điện 5m tốt này có đầy đủ nè, bộ ốp bật đạn tốt đóng sẵn như vậy là 70.000 bộ nè anh em đó, có đầy đủ trơn luôn. Keo dán đa năng Nhật Bản là một tiếp 30.000 đó, tiếp 60g anh em có mua ủng hộ mình để mình giới thiệu xong cái mặt hàng này là rồi đó. Thì bên đây là nỉ nè, bịch 10.000 nha anh em. Nỉ, gon trắng, gon đen thì bịch 5.000. Đó, hột quẹt rồi tùm lum hết trơn nè anh em. Đó, hột quẹt sọc này là 30.000 một cái nha. Đó, hột quẹt vàng. Đâu rồi, hột quẹt vàng này là 35.000 cái. Đó, hột quẹt sọc thì nó thấp hơn ha. Sọc là bên đây mặt vàng nè. Còn hột quẹt tròn này là nó 40.000 cái nha. Còn hộp quẹt súng thì nó nằm bên hộp bên kia rồi, đây nè. Đó, rất là sang trọng nha anh em, không bao giờ bay nha. Đây, mình ghim vô để mình ghim mình thử cho anh em xem nha. À, để mình tắt cái. Đây có một tay một anh em, nó chạy rất là ok nha. Để mình lấy cái giò mình đập. Đây, công tắc nó đây nè anh em. Đó, rất là ok nha anh em. Đó, ở trên nó trong dao quạt này nó có cái móc máng sẵn nha anh em. Đó, về anh em treo trên nóc mùng á, anh em móc trên nóc mùng, anh em móc anh em xài thoải mái nè. Đó, ban đêm mình ngủ đó mình xài nó là thoải mái luôn. Dưới đằng trước chỗ nào thấp đó mình cứ móc mình xài, không gian rất là thoáng, rất là mát. Hoặc chằn thì nó mát tản lắm anh em, mát gió tản. Đây, hoặc này cũng vậy. Đây, hoặc 150.000 đây đó, nó cũng có công tắc thì nè anh em, nó cũng có cây móc nha anh em. Đó, mình cầm đồng dây. Nó có một tay một mà mình không có cái thế anh em. Đây, anh em xem nè nha.
Anh em nghe tiếng gió không? Nó chạy rất là ok nha anh em đó. Khi đề ba lên nó giật 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 nha anh em đó đó đó. Đó nó chạy rồi nó hết nha. Cái này là chạy chạy dạng động cơ không có chổi than anh em, nó xài im lắm, nó xài siêu bền luôn. Nó được có cái là nó xài siêu bền luôn. Quạt chằn mini 150, còn quạt chằn 180.000 nha anh em, mua loại nào nói mình loại đó ha. Nó có hai loại. Anh em mua loại nào nói mình loại đó. Rồi hôm nay mình giới thiệu tới đây thôi nghe anh em, tại vì ba cái đồ lặt vặt thôi. Chứ để mỏ hàng thì mỏ hàng 936 mình bán một cây giá 70.000 đó. Còn bên đây là chì này á. Chì này là loại 60.000 nè, một bánh này là 100g nè, nhưng mà nó cái vỏ này nó làm hơi nặng, nhưng mà chì thì cũng được, cũng đỡ. Chì này cũng nhẹ lửa cũng ok. Một bánh chì, một cùng chì này là 100g nè, là nó 60.000. Này là giá mềm nha anh em. Đó, chì này là chì một mi hai nè đó. Còn cái chì này á, chì này là 50g là 70.000, 50g 70.000 là chì này là chì Nhật hàng mới về. Chì này là chì một ly hai gì nè, một ly hai gì nè. Chì này là chì xịn nha anh em, chì xịn nha. Chì này là dễ tan chảy mà bóng chì rất bám dính đó. Anh em cứ yên tâm đặt hàng đây nè, một gỗ nè. Hàng mình đã về nhiều quá mình mới quảng cáo nha anh em. Đây 50g thì nó giá 70.000, 100g nó 140.000, nó mắc hơn kia 20.000. Chị này là chị Nhật siêu nhẹ lửa nha. Còn chị này cũng nhẹ lửa nữa nhưng mà nó không bằng này thôi, nhưng mà nó một cuộn như vậy nè là nó 60.000. Đó, chị cũng ngon. Đó, một cuộn 100g là 60.000, còn cuộn kia thì nó 35.000. Cuộn kia 50g nó 35.000. Đó. Hàng đang về nữa, anh em cứ yên tâm đặt hàng. Còn mỏ hàng 936 của mình đó là giá nó 70.000 cây nha anh em. Đó, nhựa thông thì 20.000, còn mấy cái ốp bạc đạn nè anh em. Ốp bạc đạn sơ mi nhôm này là 60.000 bộ nha. Bộ ốp bạc đạn 60.000, còn bộ ốp bạc đạn 70.000 là ép sơ mi mũ. Đó, về anh em tay ngang cứ lắp quạt anh em chạy thoải mái ha. Đó. Còn keo AB này là một tiếp gì nè là 60.000 nè. Còn keo hàng sắt thép là 70.000 bộ. Đó, keo này là anh em xài khó chê. Còn băng keo Nhật này nè, băng keo nano Nhật này nè, là băng keo này là một cây gì là 100.000 nè, cuộn 10.000 đó. Còn dây điện quạt 3m này nè là một chục cộng nó giá 90 đó. Còn dây phan 3m này là một chục cộng nó giá nó 350 cộng 35.000 đó. Còn dây bãi 2m đó, thì nó giá nó 28.000 cộng. Dây bãi nằm lúc ở dưới anh em. Anh em cứ yên tâm đặt hàng nha anh em. Dây bãi mình còn được mới nha, anh em cứ yên tâm đặt nha. Dây bãi 2m tốt nè. Đó, cộng 28.000. Đó. Còn cái bộ ốp mà ép sơ mi không như vậy nè, bộ ốp ép sơ mi không gì 40.000 bộ, anh em có bạc đạn thì anh em tự lắp. Bạc đạn 608 nha anh em. Còn keo đa năng Nhật Bản này làm tiếp nó 30.000 nè. Chục tiếp nó 300. Dán cây, dán gỗ, dán giá đỡ thoải mái luôn. Dán đồ vật dụng vô tường. Còn cái dây 5m xịn này là cộng 90.000. 90.000 cộng. Đó. Cúc nối điện nhanh này là một chục giá nó 40 nha. K3 20 này là một chục giá 70. Đó. Chị hàng hồi nãy mình nói là chị hàng 50g là giá 35.000 cuộn. Còn bên đây mở bò đồ nhóc cho anh em. Còn bên đây là ổ siêu tải nè, ổ cắm siêu tải nè, 6000W 6 lỗ nè. Một ổ gì 90.000 anh em, mình giới thiệu dây với ổ để cho anh em mua anh em xài. Nó bắt vô cục dây 5m xịn là ok luôn. 90.000 ổ anh em. Đầu khò ga trắng này á, đầu khò ga nó trắng này á là một cái là 80.000. Bộ dao điêu khắc tượng khắc gỗ nọ nè đó, bộ dao điêu khắc xịn luôn, cán gỗ cây rất là cứng, thép rất là xịn luôn, siêu bén luôn đó. Bộ dao điêu khắc cán gỗ này 80.000 bộ nghe, lộ xịn nha anh em, bao anh em xài luôn.
Còn ở bên đây mình bán cái bộ bánh xe nha anh em. Bánh xe nhỏ, bánh xe lớn bấy lâu nay mình có giới thiệu rồi nha. Đó, bánh xe nhỏ, bánh xe lớn này, bánh xe lớn, bánh xe nhỏ này là một bộ nó là giá nó 160, còn bộ 4 bánh nha, bộ 4 bánh 160. Còn bánh xe lớn này là bộ 4 bánh nó là giá nó bộ 4 bánh nhỏ này nó 120, bộ 4 bánh lớn này nó 160. Đây còn bên đây điều tốc 8A, điều tốc 12V anh em, điều tốc cho motor 550 và motor 775. Đó, điều tốc 8A 12-24 luôn, 8A. Đó, để trên sau là anh em gắp dưới y gan cái hình đó nha. Đó. Đây là điện vô nè, đây là điện ra nè, in đó. Giá nó này là 60.000 một cái điều tốc 8A. 12V anh em xài bình nha. Còn cái limer điều tốc này 30A này là nó giá nó 80.000. Hộp này hộp sắt nha anh em. Hộp sắt nó 30A, 80.000. Đây. Đó. Nó để sao anh em cứ gắp y gan vậy nha, cộng anh em gắp cộng bên đây ha. Cộng ra anh em gắp cộng ra đây ha. Y gan vậy mình có chỉ mấy lớp trước hết trơn rồi đó. Đó, đây là bắp chuối quạt nha anh em. Bắp chuối quạt thay cho quạt B4 và quạt B5 đồ thoải mái luôn, chuối hai dòng. Đó, một cái bắp chuối gì giá 30.000 anh em. Còn mấy cái gomine nước là anh em biết rồi, mấy clip trước mình có giới thiệu rồi, gomine nước vàng này là 45.000. Cái gomine nước vàng nha. Còn cái gomine nước inox đó là giá nó inox hai ngõ này nè. Hai ngõ này là giá nó 55.000 cái anh em. 304 hai quanh. Anh em vừa bắt vòi tắm được, anh em vừa dặn hai ngõ được luôn, tắt được luôn, bình thường. Đó. Gomine nha, đó, inox 304, đó. Ví dụ như anh em xài ngõ này thì anh em tắt, anh em xài ngõ này. Còn anh em muốn xài ngõ này thì anh em tắt ha. Anh em dặn ngõ này, đó. Thì cái nào nó cũng có cái trong đây, anh em muốn nói cái ống khác cũng dẫn được, anh em dẫn này ra ha. Tháp vô dây này, dây nọ được, dây cầu tắm đồ được hết trơn luôn anh em. Bông sen đồ được, bông sen tắm đồ được trơn nha, có cái gòn sẵn cho anh em luôn nè. Một cái quanh inox 304 nha. Này là giá 55.000 cái nha, quanh 2 dòi. Nó quanh nước hai ngõ. Quanh nước hai ngõ. Còn quanh nước một ngõ thì giá nó 40.000 nha. Quanh nước một ngõ 304 á thì giá nó 40.000 một ngõ gì nè, là giá 40.000. Nó kẹt ở trong rồi anh em. Anh em cứ nói quanh nước một ngõ là biết rồi, 304 là mình giao đúng 304 cho anh em luôn. Đây là motor đảo anh em, motor đảo điện nha. Một cái 23.000 một chục 230 ha. À, bát sắt gắn motor đảo. Bát sắt gắn motor đảo này là một cái nó 11.000. Một chục nó 101 nha anh em. Đầu. Đây. Đó. Còn bên đây là gúng nồi cơm, đồ cồn chì, đồ cơm, hâm nồi cơm đồ nghe anh em. Gúng nồi cơm là một chục giá 140, còn hâm nồi cơm này là một chục giá 90. À, gúng nè. Gúng nồi cơm anh em muốn lấy gúng nồi sáp nó mình ha, còn gúng nồi gúng 145 này nó mình ha. Gúng này là chục giá 140 nè. Đó, gúng nồi cơm sáp cũng chục giá 140 luôn. Cầu chì nồi cơm thì chục giá 30.000. Đó, còn công tắc nồi cơm thì chục giá 90.000 anh em. Đây cầu chì nồi cơm nè, bán cầu chì sứ nè không nha. Đó. Đây bên đây mỏ hàng đồng 936 nè anh em. Mỏ hàng 936 này cây 70.000 nãy giờ mình nói nè. Đó. Điều chỉnh tốc độ nha. Còn cái mỏ hàng loại 40 và loại hợp thiết thì 50 nha anh em. Hũ nào cũng 100g cho nha. Đó. Này hũ nó 40 nè, 100g mở chợ hàng. Còn hợp thiết á, thì giá nó 50.000. Đó. Có đầy đủ hết. Còn bên đây là đế gác mỏ hàng. Đế gác mỏ hàng, một cái đế như gì là giá 45.000 cái nha, đế gác mỏ hàng nữ hoàng xịn luôn. Nặng lắm anh em, gác mỏ hàng siêu vững luôn. 350g. Đó. Bên đây là mấy cái dao gọt mài dao nha anh em. Cây gọt mài dao bằng lưỡi tiện nha, lưỡi hợp kim nha, siêu bén luôn. Anh em gọt mài dao. Cây dao anh em gọt mài thoải mái luôn. Anh em khỏi sợ nói, anh em gọt mài là nó siêu bén luôn cho cây dao của anh em. Cái này là mài dao nha anh em. Anh em đưa vô cái lưỡi dao.
Ví dụ như anh em đưa vô cái lưỡi dao gì nè, là anh em gọt nha, gọt thoải mái, gọt gì nè, là nó ngoài gọt cái dao nó bén luôn nha, gọt đè ra luôn, nó có thể nó bay luôn thép luôn anh em, đó. Siêu bén luôn, anh em gọt thoải mái luôn, gọt hai mặt hai bên cái rồi là anh em xài khỏi mài. Cây 35.000, anh em mua bao nhiêu cũng có nha, hàng về rất là nhiều luôn. Rồi đây giới thiệu cái này luôn đi anh em ơi, đây là bo điều tốc 220 2000W, một bo như vậy là xài cho máy khoan máy mài cầm tay, điện 220 2000W. Đây là hai đường điện vô nè anh em, ngay và hai đường điện vô 220 nè, đây là điện điện ra 220 để anh em xài nè. Đó, một cái bo như vậy là giá nó 70.000, nó có cái nút nè, anh em gắn cái hộp anh em chế vô anh em điều tốc chậm lại ở trong máy khoan máy mài nha. Đó, còn bên đây là cái điều tốc 6 số cho máy mài cầm tay. Đó, điều tốc 6 số nha cho máy mài cầm tay. Ngắt một đường dây điện vô đó anh em sigi nó lại là anh em xài chậm lẹ cho máy mài cầm tay. Mình giới thiệu bên đây là xài cho máy khoan máy mài cầm tay, nhưng mà cái máy máy của anh em nó không có chậm lẹ thì anh em mua anh em xài thoải mái, chậm lẹ thoải mái nha. Bo điều tốc 6 số này là giá 60.000, còn cái bo điều tốc 220 này là giá 70.000. Rồi bên đây mình có còn mấy bộ máy khoan nha anh em, anh em cứ yên tâm đặt hàng nha. Anh em nào mà có cần hàng thì nói mình, mấy clip sau mình mới quay nha anh em. Đó, bộ này nè, nó cục pin bỏ đâu rồi, nó là một pin một sạc, một pin một sạc nha anh em. Để mình lấy bộ khác mình giới thiệu cho. ₹550.000 một bộ nha anh em. Đây, ₹550.000 bộ, anh em vừa khoan vừa dẫn vít được luôn, thoải mái luôn đó. Loại này tốt nha anh em, cái này hai pin, cái loại ₹550 này nó hai pin đó, tùy theo loại, có loại một pin, loại hai pin. Đây là ₹550 nha, rất là xịn sò luôn, hàng là anh em khỏi chê đó. Hai pin một sạc vít thoải mái luôn, ₹550.000 bộ. Nhưng mà anh em mua cái này thì 500.000 mình bao phí ship rồi, anh em đỡ tốn rồi, anh em chỉ tốn ₹550 thôi, hết là anh em hết pin là anh em ghim sạc chỗ này nè. Đó, hai củ pin sạc thoải mái, khi anh em lấy ra anh em bóp hai bên luôn nha, anh em bóp hai máy giật ra, nó có chậm lẹ đa chiều luôn, trở qua trở lại luôn. Cây súng bắn vít này là cái súng này là anh em vừa bắn vít được nè, đầu khoan tự động nè, đầu khoan kẹp tự động nè, anh em siết vít vô anh em bắn vít thoải mái, dẫn vít thoải mái nè, khoan thoải mái nè. Đó, có chậm lẹ đồ đầy đủ luôn ha, có trượt trượt nhanh nè, nhanh nè, chậm nè. Đó, chậm là gan sau, nhanh là gan trước nha. Để coi, để coi nhanh sau và nhanh trước, nhanh là sau số 2, cái loại số 2 nó mới là nhanh nha anh em. Nè, qua lại nè đó. Còn anh em muốn chậm thì anh em ra trước, chậm mà mạnh đó. Còn cái này là búa nha anh em, búa anh em dặn lên mức độ búa, búa nặng búa nhẹ. Ví dụ như anh em dặn mà nó chặt mà nó không vô đó thì anh em dặn nặng mạnh lên, hết búa lên, đánh búa đó. Nè, gan trước là số 1 là nó chậm nè, chậm mà nó mạnh nha anh em. À, cây này rất là xịn sò luôn. Cây 550 nha anh em. Đó, lâu lâu mình giới thiệu một bộ vậy cho anh em xài đó, anh em muốn mua loại này thì mua ha. Đầu kẹp phan tự động nghe thoải mái luôn, 550.000 cây, hai pin, hai pin mà một sạc. Anh em tính đi, nó rất là rẻ luôn. Mình bao phí ship cho anh em nữa, về có nguyên bộ là anh em xài thoải mái. Muốn khoan khoan, muốn làm gì đó làm thoải mái ha. Thôi mình giới thiệu hàng của mình nhiêu thôi nghe anh em, anh em chú bác gần xa có mua hàng thì ủng hộ mình ha. Còn mấy cái hàng hột quẹt cái súng đồ tùm lum hết trơn, nhưng mà nó nằm trong cạc hết trơn rồi, mình làm miếng lấy quảng cáo quá rồi. Mấy clip trước mình có quảng cáo rồi, anh em có mua thì ủng hộ mình ha.
Đó, hột quẹt tròn này thì nó 40 ngàn cái nè anh em. Đó, hột quẹt tròn này nó 40 nè. Hột quẹt này thì 35 nè. Hột quẹt này thì nó 30 nè. Thấy không? Hột quẹt tròn nè. Anh em dòm nè. À, quẹt này anh em xả chì được luôn nha. Xả chì hàng được luôn nha. Chất lượng luôn nè. Đó. Rất là ok luôn. Có đầu bông ga sẵn. Quẹt nào mình cho anh em hai cái đầu bông ga trong đây chứ. Gắn vô cái chai ga mini anh em cắt khúc. Cắt khúc đặng cho cái lỗ bự ra chút xíu. Đặng anh em thọt vô anh em bơm ha. Có đầy đủ hết luôn. Còn cái bộ ốp bạc thao này là bộ nó giá nó 25 ngàn anh em. Đó, anh em nào mà quạt ở nhà mòn cốt bạc đó anh em thấy. Mình bán là anh em lưu ý nha, mình bị mấy cái người mà không từng mua hàng á. Mấy cái người không từng mua hàng vô đây mua hàng rồi tới chừng không biết cái bắt đầu cái đòi hỏi rồi bắt đầu cho đã rồi bùm hàng. Đó, mình bán cái bộ ốp như vậy là mình quảng cáo như vậy nè. Về đòi cái gì biết anh em biết không? Đòi tại sao không có cái cây ti này? Trong lúc nhận hàng đòi cây ti này nè. Cái cây ti này mình bán riêng. Đó, cây ti này mình bán một chục giá 50 ngàn. Đây nè, cây ti này mình bán một chục giá 50 ngàn mà đi mua ốp mà đòi ti. Đây nè, thấy không? Đó, ti này là một cái 5 ngàn, chục 50 ngàn. Còn cái bộ ốp này mình bán riêng, mình nói giá riêng 25 ngàn bộ. Còn bộ ốp bạc đạn thì mình bán 60 ngàn bộ. Bộ ốp bạc đạn kia mình bán 70 ngàn bộ. Mà mua mình đã bao phí ship rồi mà còn bùm hàng mình nữa anh em. Đó. Trước khi anh em chú bác xem hàng thì anh em phải xem cho kỹ mình bán cái gì. Mình quảng cáo cái này lên bán cái này mà không có cái này. Cái này anh em lấy cái ti nhà anh em bỏ vô, gọi anh em ví dụ như anh em mua nhiều để anh em số lượng nhiều để anh em gáp này nọ anh em mới mua ti mới. Còn anh em để thay cho khách thì anh em đâu cần ti, anh em dặn ti bên kia anh em đem qua. Đó. Có đầy đủ trơn chứ đâu có ấy, mình đâu có nói tầm bậy đâu. K3 2.5mm, K3 3mm, K3 4mm có đầy đủ anh em. K3 2.5mm 80.000 chục, K3 3mm 100.000 chục, K3 4mm 120.000 chục, K3 1.5mm 90.000 chục. Đó. Anh em muốn mua loại nào mua K3 2mm 70.000 chục. Đó, hiện giờ đang còn tặng 10 tháng 1 thì anh em cứ mua ha. Còn qua cái ngày ấy là mình không tặng nữa nha anh em. Anh em chú ý nha. Rồi thôi mình chào anh em chú bác gần xa nha. Có mua hàng thì alo mình ha. Rồi chào tạm biệt anh em chú bác nha. Hẹn gặp lại anh em chú bác clip sau nha. Clip sau nha anh em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha.